Yeah. Yeah. Rob P from a local boy. Finger prop. Yeah. Con đó bao phần lo cái vấn đề đấy. Đôi lúc có lời khen, đôi lúc nghe người ta tự chê. Cả thế ta cứ bước đi, nhắc bản thân mình không được suy. Để vẫn còn những người đang chờ nghe sống ra tới cái mai này. Suy. Người ta từng biết thái độ của anh là qua nhiều scandal. Họ nói bọn anh sinh ra chỉ ở đồng châu trò để viral. Họ từng muốn đẩy bọn anh xuống vực khi anh còn trên bờ. Nhưng bây giờ họ thấy thêm nhiều người khác gọi anh là idol. Xuất hiện nơi mà hip hop được chơi một cách tự do nhất. Không. Anh nơi mà những kẻ yếu phải đắm đo đất. Chỉ có sát đấu và những đối thủ khác nhau chiến đấu. Dùng những con từ cào cấu để lấy danh tượng. Từ danh dự mà rất nhiều kẻ đó mất. What does it do me? Make me stronger. Mà anh từng dạy đã là đình tráng để không được để mình over. Điều thứ hai là khi đã quyết thì sẽ không được phép từ bỏ. Và đó là lý do khiến trở thành ước mơ của chính mình từ nhỏ. Let's go. Bước lên từ underground. Trải qua bao nhiêu trận chiến bây giờ đã khiến đầu anh ngẩng cao. Khiến đầu anh ngẩng cao. Bước lên từ underground. Để giờ đi out, be out nghe from the north to the south. North side, south side. Bước lên từ underground. Trải qua bao nhiêu trận chiến bây giờ đã khiến đầu anh ngẩng cao. Bước lên từ underground. Để giờ đi out, be out nghe from the north to the south. North side, south side. Vẫn còn đó bao phần lo cái vấn như thế. Let's go. Đôi lúc có lời khen, đôi lúc nghe người ta cười chê. Cả thế ta cứ bước đi, nhắc bản thân mình không được suy. Để vẫn còn những người đang chờ nghe rộng rãi tới cái mai này. Suy. Yeah, I rock it like a star. Đứng trên sân khấu lớn. Tham gia sàn đấu sớm. Họ thấy anh VTV3. Mình không là ai hết. Một rap fan bình thường. Giờ họ thấy anh squat lên sân khấu như movie star. Lấy lừa để thử vàng. Lan ăn để thử bạn. Anh vẫn luôn tự hào về những anh em kia kề bên. Nhiều kẻ muốn lấy đi những gì mà anh làm nên. Nhưng anh vẫn đứng đây và trên của anh đang đeo là trên. Nhưng nhạc rap như Rick. Vị trí như là Park. Mang cái chất đường phố lên nhiều sân khấu lớn và rap. What I do it for tất cả không phải để cho mình tôi. Tôi muốn thành công để thấy anh mắt tự hào của fan đã sang đỉnh cao. Phần lo cái vấn như thế. Let's go. Đôi lúc có lời khen, đôi lúc nghe người ta cười chê. Let's go. Ta cứ bước đi, nhắc bản thân mình không được suy. Để vẫn còn những người đã chờ nghe giọng rap từ cái mai này. Và vẫn còn đó bao phần lo này còn như thế. Đôi lúc có lời khen, đôi lúc nghe người ta cười chê. Bản thân ta cứ bước đi, nhắc bản thân mình không được suy. Vì vẫn còn những người đã chờ nghe giọng rap từ cái mai này. Suy. North side, south side. Miền Nam, miền Bắc là một nhà.